Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Cô Dâu Ấn Độ. Vợ chồng em vừa đi ra sân bay đón vợ người bạn về đến nhà hàng của gia đình. Bây giờ thì vợ tất cả mọi người sẽ dùng bữa tối và ăn uống ở đây ạ. Mọi người có thể thấy này, ở đây các quán ăn nhà hàng thì chai nước suối hầu như là đều sử dụng bằng chai thủy tinh như thế này á mọi người. Thì hôm nay em xin chia sẻ một câu chuyện về tình bạn của anh Patu và anh Loki. Thì đây là gia đình anh Loki, là bạn bè thân rất là thân thiết từ thời học đại học với anh Patu luôn. Thời đó thì hai chàng sinh viên nghèo, bây giờ ai cũng có gia đình, có sự nghiệp thành công nhất định rồi. Mặc dù thì cũng không còn sống ở Ấn Độ nữa, mà gia đình nhà người bạn đã làm việc và sinh sống ở đất nước Cô Ét 12 năm nay rồi. Như em đã chia sẻ ở video trước, các Cô Ét là một đất nước Trung Đông rất là nhỏ thôi, chỉ khoảng hơn 5 triệu dân, ở cùng khu vực với Dubai á mọi người. Nhưng mà là đất nước rất giàu về dầu mỏ và là đất nước có đồng tiền cao nhất thế giới luôn á mọi người. Tuy là gia đình anh Loki và chị Belly không sinh sống ở Ấn Độ nữa, nhưng mà vẫn thường xuyên về Ấn Độ vào trong những kỳ nghỉ trong năm, nhiều khi về 5-6 lần lận mọi người ạ, hay là những dịp quan trọng, hay là những lúc mà công việc hay cuộc sống có những cái khó khăn bế tắc thì hai người đều tâm sự và tham khảo ý kiến của nhau. Và lúc nào mọi người cũng nói chúng ta là gia đình, chúng ta là gia đình của nhau, ý rất là ngưỡng mộ cái tình bạn thân thiết như vậy luôn. Em ý không những vừa ngưỡng mộ mà còn học hỏi được rất là nhiều. Hai vợ chồng bạn thì đều có sự nghiệp riêng, thành công riêng và cùng nhau chăm sóc gia đình, con cái. Thực sự thì trong các mối quan hệ em thấy mấy ông chồng Ấn chăm sóc con cái gia đình cực kỳ là tốt luôn. Không những là vừa kiếm tiền mà vừa gọi là giỏi việc nước, đảm việc nhà mọi người. Anh Loki sau nhiều năm làm việc cho các tập đoàn lớn thì bây giờ đã phát triển công việc kinh doanh riêng, đó là phát triển các hệ thống cây xăng của riêng mình. Còn chị Belly là làm quản lý cấp cao cho công ty của Anh Quốc, chuyên phân phối các dòng hàng hiệu như là túi xách, quần áo, giày dép, nước hoa. Cho nên là mỗi một lần mà về Ấn Độ thì lúc nào cũng có quà cho em và anh Patu. Nhiều khi anh Patu nói đừng có mua nữa, rất là ngại. Nhưng mà chị Belly luôn nói là chúng ta là gia đình rồi thì đừng nói gì hết, hãy cứ im lặng mà nhận thôi. Vừa nãy là chị Belly quay video bé Gavin nói là sau này lớn lên sẽ mua kim cương cho dì Julie. Đi đâu cũng thích dì Julie, phải ngồi cạnh dì Julie mấy triệu nè. Thật sự thì em ý rất thích cái mẫu kiểu gia đình như vậy á mọi người. Hai vợ chồng đều có những công việc riêng, đều có sự nghiệp riêng và cùng nhau tận hưởng cuộc sống, cùng nhau chăm sóc gia đình, con cái. Bây giờ thì mời tất cả mọi người thưởng thức những món ăn có trong nhà hàng của gia đình em ý nhé. Bây giờ thì em ý chỉ uống mocktail thôi mọi người. Đây là ly mocktail đầu tiên, mọi người thấy này. Bây giờ trong các nhà hàng quán ăn thì người Ấn sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường rất là nhiều nha mọi người. Vẫn sử dụng các lá chuối hoặc là ống hút bằng gạo á mọi người. Lúc trước thì em thấy sử dụng ống hút bằng giấy nhiều, nhưng mà khi giấy, ống hút bằng giấy mình để lâu nó sẽ bị bở, bị nhão ra. Thì bây giờ em thấy các hàng quán và ngay cả nhà hàng gia đình em ý cũng sử dụng ống hút bằng gạo. Cái ống hút nó có thể cắn ăn được luôn đó, vừa thân thiện với môi trường mà lại rất là tốt cho sức khỏe nữa. Cheers, cheers mọi người ơi. Chúc mừng ngày gặp mặt, rất là vui vẻ luôn. Em không hiểu là đây này mọi người.
cái ly mocktail thứ hai của em Ý. Cái ống hút này là bằng ống hút gạo nha cả nhà, có thể cắn và ăn được luôn. Ngoài ra thì nhà hàng em Ý còn có cả rượu soju và sake nữa nha. Em thấy phụ nữ Ấn hay là đàn ông Ấn cũng vậy, làm hết mình nhưng mà chơi thì cũng hết nấc luôn nha mọi người. Vừa hạ cánh xuống sân bay là chị Belly về đây đã có thể ăn nhậu được rồi. Nhưng mà có một việc, uống rượu thì có thể uống rượu trước mặt con trai được, nhưng mà khi hút thuốc thì em thấy cả hai vợ chồng đều tránh mặt con đi ra chỗ khác hút. Nhưng mà họ vẫn tận hưởng theo cách riêng của họ nha mọi người. Còn khi đến nhà hàng em Ý, nhà hàng của gia đình em Ý thì đây là món cũng không nên bỏ qua, đó là món cà ri Thái cá hồi. Rất là ngon và lạ luôn mọi người ạ. Nghe anh Patu nói là ở Bangalore này chỉ có một duy nhất nhà hàng gia đình nhà em có món cà ri Thái cá hồi. Đó. Bây giờ thì em Ý sẽ ăn tối thôi ạ. No, yesterday Belly have an idea. Gundu start doing the Gundu channel teaching English for kids. Right? No, I don't want to just do a one teaching channel. Say now Gundu start. This is for you. Trời ơi, có quà mọi người ơi, quà này. Một màu túi màu hình à, màu hồng, pink. Last time green color, green so different. This is my your coffee. Yes. Vietnamese coffee. Oh, nice. Oh. Next time bring more. What happened? I want Mama to give me something else. This book is boring. So what are you coming for? Will Mama, Papa is ordering all the big books, no? For you. Mama, that is oil for Mom. Oh, for Mom. Yeah. Yeah, they want it for. No, take till like it and she'll burn more. Ah, there problem with the. I need a little sauce, mother. Oh, it's only like that. That's what I want. Last week onwards I started and I see the difference already. Oh, but
to see me. Last year, right? Yeah, I saw. Not makeup. Yeah. Wow. Yeah. Dry. Yeah. Too much. Usually go to a makeup shop. Mm-hmm. Big makeup shop right there. She that is not a makeup shop, that is a shop. She has a room. Did you finish this? Finish this book? No, he just, he's not there. Khoe quà mọi người ạ. Trời ơi, rất là thích luôn. Lần nào về cũng tặng quà cho hai vợ chồng em. Lúc nào cũng tặng anh Patu là nước hoa này. Đó, còn tặng em là giỏ sách. Lần trước là tặng một cái túi màu xanh rồi. Lần này tôi tặng một cái túi màu hồng rất là dễ thương luôn. Thì như em đã chia sẻ, đây là vợ chồng bạn người thân của anh Patu từ thời đại học. Mặc dù bây giờ không có sống ở Ấn Độ nhiều, chỉ về đây vào những kỳ nghỉ lễ hay những dịp đặc biệt, nhưng mà vẫn rất cực kỳ là thân nhau như gia đình đó mọi người. Ví dụ như là có những cái gọi là khó khăn hay bế tắc gì trong cuộc sống cũng tâm sự, chia sẻ và góp ý cho nhau. Và bật mí nhỏ luôn cái lúc mà anh Patu mới hẹn hò em ạ. Và cũng tham khảo ý kiến của anh Loki này là như thế nào. Và anh đã nói chỉ cần bạn hạnh phúc là được. Tại vì lúc đầu anh Patu cũng vẫn còn gọi là sau các cuộc tình dang dở thì cảm thấy như là khép kín mình hơn, cẩn thận hơn trong các mối quan hệ. Mà đặc biệt lại là em là người nước ngoài nữa, sợ lại đổ vỡ thêm một lần nữa. Nên trước khi kết hôn, mẹ rồi bạn bè thân đều hỏi là chắc chưa. Tại vì là sợ là em là người nước ngoài này, chỉ là cảm xúc nhất thời, sợ qua đây không có thích nghi được cuộc sống, được văn hóa cũng như là ẩm thực và mọi thứ ở đây là rất là khác biệt. Cho nên là anh Patu cũng rất là cẩn trọng trong mối quan hệ và gọi là suy nghĩ rất là kỹ và chắc chắn về tình cảm của mình thì mới dám đi đến hôn nhân đó mọi người. Và luôn tham khảo ý kiến bạn thân và thậm chí là tham khảo cả cũng có góp ý của anh tài xế luôn đó mọi người. Thì hôm nay thì gia đình bạn thân sẽ đi về quê. Quê thì là một cái vùng mà lần trước em đã đi du lịch rồi mọi người. Trồng cà phê rất là nhiều, cách thành phố Bangalore này khoảng 4-5 tiếng lái xe. Đó, ở cái vùng đó thì thời tiết cực kỳ là mát mẻ luôn, trong lành luôn. Thì hôm nay thì hai vợ chồng sẽ đi về quê. Và có một cặp vợ Việt chồng Ấn nữa, nhưng mà sinh sống ở Canada, cũng có hẹn gặp vợ chồng em. Hôm nay có dịp đến thành phố Bangalore và cũng có hẹn gặp vợ chồng em vào buổi tối hôm nay. Nên bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà một buổi sáng cuối tuần thứ bảy vui vẻ, luôn ủng hộ
em ý cô dâu Ấn Độ thật là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại.